Ngày xưa ấy là tôi cũng từng giúp việc kiêm quản lý cho một ông thầy bói. Bà gọi thằng Messi sang đây đá thi với tôi. Đúng là anh là kiến trúc sư có khác. Anh đang nhìn từ con chó mà bỗng dưng thành con lợn. Mình là chủ mà cứ như là lỗ xin của bà ấy. Tất nhiên ở trong toilet chị phải sáng tác ra bài thơ về buồng tắm. Bây giờ ai người ta gọi là đuổi việc nữa, mà người ta gọi là nhảy việc. Để đấy chị vào phây đây. Trong phim, Lê Khánh vào vai một cô nàng rất nặng ký. Cô tự ti với vòng eo quá khổ của mình và giảm cân là mục tiêu số 1. Chỉ trong 4 tuần. Hành trình giảm cân của cô luôn gặp rắc rối kể từ khi cô gặp anh chàng Philip Vũ. Đừng chơi tôi mập nữa nha, tôi mắc cỡ lắm á. Chừng sao? Anh nói là những tình huống hài hước, vui nhộn của cặp oan gia này bắt đầu từ đây. Phim sẽ được phát sóng vào lúc 21:30 từ ngày 12 tháng 9 trên kênh hài SCTV1. Một bí kíp võ công thất truyền đã gây ra biết bao sóng gió trên giang hồ. Giữa những ân oán tình thù, chính tà thị phi, ai mới xứng đáng là bậc quân tử? Đón xem Tiểu Ngạo Giang Hồ, phiên bản truyền hình kinh điển của hãng TVB, phát sóng lúc 21:15, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 2014 trên SCTV9. Tôi thích cha Sôi Giòn từ lâu lắm rồi. Mẹ chúng ta đã qua đời rồi. Anh là ai? Đây là con trai của tôi. Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay tôi sẽ làm người yêu của giám đốc nha. Vào lúc 18:45 hàng ngày. Hài hước. Tôi bả như là trời đội bả lên đầu của tôi vậy. Còn chuyện ông ngoại tình bị tôi bắt được thì sao đây? Vui nhộn đó chúng ta. Ôi trời ơi, làm gì dưới bằng ngày ban mặt không biết. Bất ngờ. Bọn anh quyết định kết hôn rồi. Hả? Cho nên em hãy từ bỏ đi. Đón xem các tập tiếp theo Quy Tử Nhà Nông phát sóng lúc 18:45 hàng ngày trên kênh SCTV phim tổng hợp. Thừa cân hay không thì các vùng da bị chảy xệ luôn là những kẻ thù đáng ghét. Chúng thường tích tụ tại những vùng cơ thể nhạy cảm như ngay trước bụng, bên hông, sau mông và cả ở đùi nữa. Thậm chí ngay cả khi bạn tập thể dục thường xuyên và ăn uống điều độ thì bạn vẫn không thể nào loại bỏ hoặc làm giảm đáng kể được hoàn toàn các vùng da bị chảy xệ đó trên cơ thể. Kem dưỡng da toàn thân Redoxon Plus dành cho nam và nữ góp phần giúp cho các vùng da bị chảy xệ ở bụng, hông, đùi và mông trở nên săn chắc và gọn gàng hơn và trông không bị nhão, rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần thoa lên người và rồi đi ngủ. Kem Redoxon Plus sẽ từ từ làm cho các vùng da bị chảy xệ ở bụng, hông, đùi và mông trở nên săn chắc gọn gàng hơn ngay cả khi bạn đang ngủ. Nó hoạt động như thể bạn đang phải tập luyện cật lực giúp các vùng da này trông săn gọn như mong muốn. Dù là bụng, hông, mông hay đùi, những vùng da nhăn nheo chảy xệ sẽ dần được cải thiện hơn ngay cả khi bạn đang ngủ. Kem làm săn chắc các vùng da bị chảy xệ Redoxel Plus đã được kiểm chứng là có thể làm săn chắc gọn gàng đáng kể vùng da bị chảy xệ trong một thời gian ngắn. Kem Redoxel Plus quả thật là rất hiệu quả. Bí quyết của Redoxel Plus chính là đây. Bạn hãy xem hình minh họa này để thấy Redoxel Plus đã hoạt động như thế nào. Khi thoa vào da, kem Redoxel Plus hoạt động tích cực lên vùng da bị chảy xệ ở bụng, hông, mông và đùi, giúp cho các vùng da đó trở nên săn chắc và mịn màng hơn. Redoxon Plus thật sự rất hiệu quả. Redoxon Plus thật sự hiệu quả. Tôi thật sự rất hài lòng với sản phẩm Redoxon Plus. Xin chào mọi người. Hôm nay anh Dave và tôi xin chia sẻ một giải pháp hoàn toàn mới trong việc chiến đấu với da chảy xệ. Đó chính là kem làm săn chắc các vùng da bị chảy xệ Redoxon Plus. Bí quyết nằm ở hai công thức đặc biệt được thiết kế để xử lý các vùng da nhão chảy xệ ở cả nam và nữ. Kem Redoxon Plus dành cho nam và chứa các hoạt chất ưu việt sẽ thấm vào da để từ đó tác động đến chúng. Nhờ thế bạn sẽ có những vùng da sắc nét và gọn gàng. Và Redoxel Plus dành cho nữ bao gồm hợp chất Redoxylin tác động lên vùng da chảy xệ ở bụng, eo, hông, mông và đùi.
Hợp chất này sẽ khiến các vùng da đó trông thon thả, săn chắc, gọn gàng như mong muốn. Khi sử dụng sản phẩm Redux Cell Plus của công ty Best Buy Việt Nam thì số đo vòng eo và vòng tay tôi giảm từ 2-3 cm. Tôi rất vui và rất hài lòng về sản phẩm này. Bạn sẽ thấy hiệu quả thật đáng bất ngờ từ Redux Cell Plus. Hãy nhìn biểu đồ ghi nhiệt này, nó ghi lại hình ảnh cảm ứng của nguồn năng lượng nóng và mát. Giờ bạn hãy nhìn xem, nó đang dần chuyển sang màu đỏ là do bị nóng lên. Và khi anh ta thoa Redux Cell Plus vào, nó dần dần làm mát vùng da bụng bị chảy xệ của anh ta, nên chỗ đó chuyển sang màu xanh dương và xanh lục. Đó chính là nhờ tác dụng của kem làm săn chắc các vùng da bị chảy xệ Redux Cell. Khi kem được thoa lên, kem sẽ được hấp thụ rất nhanh và nhắm vào vùng da bị chảy xệ và từng bước giúp cho vùng da đó trở nên thon gọn và săn chắc hơn. Sau khi sử dụng kem làm săn chắc các vùng da bị chảy xệ Redux Cell Plus, như ở vùng da bị chảy xệ ở bụng chẳng hạn, trông có vẻ chuẩn hơn và quyến rũ hơn. Tôi đã sử dụng sản phẩm Redux Cell Plus của công ty Best Buy. Sau hơn 2 tuần sử dụng, thì các sưng đỏ ở vùng tay, bụng và chân của tôi đã giảm đi đáng kể. Chính vì vậy tôi muốn chia sẻ các sản phẩm làm đẹp này với gia đình, bạn bè và người thân của tôi để họ cùng sử dụng. Tôi vô cùng hài lòng với sản phẩm này. Các bạn ạ, Redux Cell Plus dành cho nam thực sự là sản phẩm dành riêng cho nam giới. Nó sẽ khiến bạn dường như không còn nhìn thấy các vùng da bị chảy xệ quanh bụng và hông của bạn. Và các bạn nữ cũng hãy yên tâm khi bạn của bạn hỏi bí quyết gì giúp bạn giữ được vùng da bụng săn chắc và đẹp như vậy. Bạn có thể tự tin chia sẻ Redux Cell Plus dành cho nữ rồi đấy. Kem Redux Cell Plus đã được chứng minh là hiệu quả. Nó sẽ giúp bạn tập trung vào những vùng da chảy xệ và cho hiệu quả như mong đợi. Tôi cảm thấy thật tự tin khi có được các vùng da ở hông, bụng, mông và đùi săn chắc hơn cùng Redux Cell Plus. Tôi đã khuyên bạn bè của mình dùng sản phẩm và giờ tôi chân thành khuyên bạn hãy dùng Redux Cell Plus đi nhé. Nào, bạn còn chờ gì nữa? Hãy gọi cho công ty Best Buy Việt Nam. Đừng chần chừ nữa, hãy gọi cho Best Buy để sở hữu kem Redux Cell Plus dành cho nữ hoặc dành cho nam, tất cả với giá cực kỳ ưu đãi. Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 10 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Sự Lựa Chọn Hoàn Hảo. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình. Các tư vấn viên của chúng tôi đang chờ đón bạn. Vì thế, hãy gọi ngay đến chúng tôi để được giao hàng tận nhà miễn phí trên toàn quốc trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi đặt hàng. Tất cả các sản phẩm do Best Buy độc quyền phân phối đều là hàng chính hãng. Sự hài lòng của các bạn luôn là tiêu chí và sự vinh hạnh cho công ty chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Có một loại phiền khiến chúng ta đứng ngồi không yên. Có một loại đau khiến chúng ta nói không nên lời. Mắc phải bệnh hậu môn, thực sự chịu không nổi tổn thương. Phòng khám Elizabeth do các bác sĩ kinh nghiệm khám và điều trị về bệnh hậu môn. Đồng thời, phòng khám còn tư vấn cách phòng ngừa và điều trị về bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Phòng khám Elizabeth do các bác sĩ kinh nghiệm khám và điều trị về bệnh hậu môn. Đồng thời, phòng khám còn tư vấn cách phòng ngừa và điều trị về bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Có một loại phiền khiến chúng ta đứng ngồi không yên. Có một loại đau khiến chúng ta nói không nên lời. Mắc phải bệnh hậu môn, thực sự chịu không nổi tổn thương. Phòng khám Elizabeth do các bác sĩ kinh nghiệm khám và điều trị về bệnh hậu môn. Phòng khám Elizabeth, điện thoại tư vấn 083-868-7333, địa chỉ 8789 Thành Thái, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Được chưa? Ôi trời ơi. Hả? Lên một tí. Lên lên nào. Mình liên kết cái cầu gì bây giờ mai cũng đi về. Dạ cháu là sinh viên trường mỹ thuật. Tại sao? Thôi chết rồi. Đúng là có nhà cho thuê. Khổ thế đấy. Ngài bẫy chuột ạ. Con đi là con giận ngài lắm đấy.
Ôi giời ơi, con cứ tưởng là ngài thương con, ngài cho một đôi vợ chồng già lọt vào bẫy của con ấy, thế mà rồi cuối cùng ngài lại cho chúng nó thoát mất. Ngài làm tổn hại bao nhiêu là tiền của vợ chồng nhà con. Con nói thật với ngài nhá, con ý, con là con giận ngài lắm ý. Như đấy, có con chuột nhắt quá ngây thơ. Cái gì? Vì phàm ăn quá nên ngẩn ngơ. Nếu đến đây xin ngài sập bẫy, bà xem thế có phải là thơ. Thơ thật cái gì? Ông ví tôi như con chuột nhắt rồi ông bảo là cho cái bẫy nó sập xuống thì hóa ra là sập tôi à? Thì đôi lúc ví von tí cho nó vui. Rồi ạ. Mà bà này, tôi tính rồi. Lần này có khi mình thay cái bẫy chuột thành cái bẫy voi được không bà? Bẫy voi? Nhưng mà ở hàng mã làm gì có bán là bẫy voi. Thì không có bẫy voi thì ta sắm cái bẫy hổ cũng được. Bẫy hổ? Không được. Tôi tuổi hợi, bây giờ sắm cái bẫy hổ để mà hổ nó vồ tôi à? Thôi, tốt nhất bây giờ mình cứ theo cái ngài thần bẫy chuột đi ông ạ. Mình cứ theo là theo tới cùng, thì ngài thần bẫy chuột mới phù hộ độ trì cho vợ chồng mình có nhiều lộc được nhá. Ôi giời, lộc mới lá cái gì? Tôi chả thấy lộc lá đâu mà chỉ thấy chuột đào với chuột đá vào rồi để sổng hết còn gì. Ô hay, con chuột này nó sổng thì lại có con chuột khác nó vào. Cứ từ từ rồi khác có. Bà đúng là cái đồ run thủng bơm vạt hỏng. Thay cái bẫy đi. Tôi không thay, tôi cứ theo đến cùng đấy cái... Thì thần bẫy chuột mới phù hộ, vợ chồng mình mới linh nghiệm được, hiểu chưa? Đúng là cái đồ vỡ bi vỡ líp. Ông ăn nói vớ vẩn vớ vẩn. Ui dồi. Cái gì? Ui. Thôi, thiêng chưa? Ui, vừa mới nói xong có ngay một con chuột nhắt lại dắt theo một con chuột con. Ui, vào rồi. Trời ơi, làm cái gì mà hàng họ tưng bừng thế này? Này, hỏi ai đi, tôi chết rồi. Thế sinh con xong rồi bắt đầu mới chuyển đổi giới hả? Không, trời ạ, đây là không phải, người ta còn zin thế này, dâu zin thế này. Này, hay nhỉ, trông mịt màng da cóc này mà đẻ được là tài đấy. Khiếp, giỏi. Không phải người ta đẻ, đây là của vợ người ta đẻ, vợ người đẻ. Ta chỉ đẩy đến đây thôi. Người ta đẩy đến đây gì? Này, thế người ta đẩy em bé đến đây là để làm gì thế? Xách em bé đến đây làm gì? Hôm nay đến đây là để thuê nhà. Thuê nhà? Thay quá! Thay quá! Vào luôn! Vào đây! Ngồi vào đây! Ngồi xuống! Này! Linh chúa! Linh! Này, xin hỏi đằng ấy các em là đến đây ở có hai cha con hả? Có hai người thôi hả? Có cả vợ người ta nữa chứ. Có cả vợ hả? Vợ đâu? Vợ đâu? Vợ! Ôi gì đấy, nhắc đến vợ thế này thì buồn ạ. Thế này buồn. Dạ, hoàn cảnh của cháu nó éo le, nó chéo khe nó buồn lắm ạ. Thế thì ông quên ông nào, kể. Cho xin kéo mút. Thoải mái. Này, 1.000. Vâng. Ăn xong trả tiền. Ôi nào, kể đi. Dạ, mọi việc nó là thế này ạ. Mẹ của cháu và vợ của cháu nó cãi nhau, chửi nhau liên miên, triền miên. Biết rồi, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu đây mà. Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn? Đúng, cháu không biết bên nào nặng hơn nhỉ. Nên là cháu mới quyết định là đi ra ngoài thuê ở riêng. Đúng rồi, làm như thế là đúng đấy. Bây giờ muốn tự do mua năm ý là cứ ở nhà bác, trọ nhà bác lâu, càng lâu càng tốt. Đúng. Này, thế vợ nó bật bịu cái gì mà cứ để chồng phải xách như con này hả? Dạ vợ, hai tay của vợ cháu lúc nào nó cũng bận ạ. Mà nó bận lắm ạ. Tí nữa nó đến đây hai bác sẽ biết. Ôi trời ơi, nhưng mà đàn bà con gái bận đến mấy thì bận, nhưng mà có con là cũng phải biết bế chứ. Đúng. Dạ đấy ạ. Thôi tiện đây thì bà thay vợ cháu nó cái bỉm ạ. Chết rồi. Tôi thay bỉm ấy hả? Bà thay vợ cháu thay bỉm. Đấy, thế bà làm cái đấy được. Này, hết nó có bú không? Dạ, thỉnh thoảng cháu nó cũng bú trực ạ. Ui trời chết. Ui là không được. Bà nhà tôi là... Trời ơi, đánh áo cho người xem lưng à? Vớ vẩn. Anh có sữa không? Dạ có. Sữa đây. Ôi. Ở đây nhầm. Đây. Thế tên anh là gì nhỉ? Để tôi còn biết cách mà gọi. Dạ. Cô chú có gọi cháu là Tém. Tém hả? Tên ai nhỉ? Tên là nó cứ mềm như kém ấy. Tôi thế này anh Tém ạ. Dạ. Nhà tôi thì có cái căn gác hai bỏ hoang lâu rồi. Thế bây giờ nếu mà như một mình anh thuê ấy, thì là tôi cứ đến rẻ tròn là 1.500.000. Nhưng mà ở đây ấy, không phải là một mình anh mà là những ba mình cơ. Thế mà trong phòng nhà tôi ấy thì chỉ có một cái giường thôi. Thế nhưng mà bởi vì có cháu bé, thế cho nên là thôi bà ưu ái nhá, bà lấy rẻ thôi, 2 triệu. 2 triệu nhá.
À thôi bây giờ à, xách em bé lên tham quan đi. Dạ thôi không cần đâu. Sao không cần? Tại vì cái việc mà thuê nhà này là phải vợ cháu quyết định ạ. Cháu không quyết định được việc này ạ. Thế vợ? Mà vợ cháu nó có cái tật là nó ít nói lắm. Nó chỉ Ôi chết. Hự. À, hiểu rồi, cô này chắc đây là hự đấy mà. Cô hự đâu, cô hự đâu. Gọi đi. Em ơi. Đâu? Em. Ôi giời. Chào cháu. Này, thay bịp cho con chưa? Ba nói thay rồi. Ba thay rồi. Này. Em là võ sĩ của anh hả cháu? Thưa bác, vâng ạ. Ôi giời ơi, hay quá. Này, hôm nào rảnh rỗi đến nhà anh, xong là dạy anh mấy đường cơ bản. Anh là rất thích liền anh để chị đấy. À, một em nhớ đôi bà chúc tình, hai em nhớ nhiều điều, ba em nhớ liền anh chưa. Ôi giời, chết chưa, đã yếu lại còn ra gió. Ra gió gì, bà kệ thôi. Hả? Yếu cái gì? Này, anh là anh rất thích võ sĩ Mike Tyson đấy. Thưa bác, chuẩn của nó phải là Mike Tyson. Mike Tyson. Mà tại sao bác lại biết anh ta? Không những anh biết nhá, mà anh còn biết cả anh ấy có cái sở trường là cầu nhĩ khẩu ấy, xong nổ chặt ra sàn. Tại sao cháu cũng nhận được hết cả rồi? Ôi trời ơi, khổ thân thằng bé thua. Này cô nhá, cô đừng có mà cả vú lắm miệng em nhá. Đúng. Cô đừng có mà tức giận với bà đó nhá. Xử lý. Con run sẽ làm cũng phản nhân. Đánh đi này. Tôi sợ đấm vào con thôi nhá. Còn đưa thử cho bà bé xem. Tôi dậy đưa cái bình phong cho bà bé. Đúng rồi, áo giáp đấy. Áo giáp của tôi đấy. Đúng rồi. Đưa ra để cô đấm rơi vỡ mồm. Đấm đi. Này, anh kia, gươm cho anh lắm mồm quá đấy. Này, tôi chả thấy anh ấy lắm mồm gì cả, mà tôi thấy cái cô này đàn bà con gái mới là trái tướng đây này. Đời tuổi nhà ai có con không bé mà suốt ngày chỉ có đấm bốc mới đấm biết thôi. Ôi trời ơi, cái chân kìa, ôi trời, cái chân to như cái cột đỉnh ấy. Ôi trời ơi, này tôi nói cho cô biết nhá. Cô ấy, cô giỏi võ chân với tay ấy thì chồng cô là phải giỏi võ mồm nhờ. Em ơi, xinh thế chứ này, ai mà khéo đẻ thế. Này, còn bà ấy, bà xem lại bà đi. Gươm, bà chê người ta chân như cột đỉnh nè. Còn cái chân bà có khác bằng cái xe điếu đâu. Đứng sang bên kia. Này, anh hỏi em này. Thế em định hôm nào để em khai trương võ đường cho anh học vài đường của em nhỉ? Em đâu? Cháu đây. Này, nói cho thằng mẹ nhá. Trở về với thực tại đi. Người ta đến, người ta thuê nhà nhá. Ra kia làm chuyên môn. Chuyên môn cái gì? Tôi nói với bà như chuyên môn cũng cần có thể lực. Thế bây giờ tôi cầm cái cà lê lên, tôi phải có sức khỏe chứ. Đúng không? Thưa bác, thể lực là nền tảng quan trọng hàng đầu cho mọi công việc. Đúng vậy. Lại chuẩn bị mở võ đường rồi đấy. Chết. Này các cô chú biết không? Nhà cháu nhá, nào gì găng tay boxing này, rồi bao cát này, rồi bao tạ này, nó cứ xếp lung tung ở lên. Mà suốt ngày cứ hụt hự. Mẹ cháu không chịu nổi, thế là cháu phải chuyển nhà đi ở riêng đấy. Đúng rồi, ai mà chịu được cái cảnh đấy. Ở riêng ở thuê là rất hợp lý. Đúng. Cứ đến đây mở luôn một cái võ đài thật to, xong chúng mình là tập tành suốt ngày, đúng không em? Ông định mở võ đài ở đây thì tôi sẽ đi chỗ khác tôi thuê nhà nhá. Cháu đi với cô ạ. Đúng rồi, cháu đi cùng luôn. Đi. Thưa bác, là bác có thấy không, cái mồm thằng này nó nói mồm nó không kịp để ra non, nó kịp mọc cơ. Này, tôi nói cho anh biết nhá, đừng có mà để tôi điên lên đấy nhá. Tôi nói cho cô biết nhá, tôi điên lắm rồi đấy nhá. Điên lắm rồi. Tôi truyền hồn báo danh cái đời nhà cô. Thôi. Báo quá. Gớm, cái tướng dạy vợ của anh thế thì không hiệu quả rồi. Phải để anh làm mẫu cái này. Giời ơi. Này nhá. Ôi. Chẳng đời báo kiếp cho đằng đấy biết nhá. Ôi giời ơi. Cái loại vợ ấy mà mở mồm ra mà nó đánh chồng ý, thì qua đò đắm đò nhá, qua cầu thì gãy cầu, rồi đi xe đổ, rồi là vào rừng hổ vô, kể cả ngồi bán nước chè chả làm gì nhất, thì con gà nó đến nó mổ lợn mắt ra, nó có chó tha đi, cái loại rớt im lặng. Nói cái gì đấy hả? Hả? Dạy cậu ấy như thế rồi cuối cùng để mà cô ấy đấm cậu gãy hết cả răng à? Nhá. Dạ vâng, răng cháu gãy 2 lần rồi, cháu mới thay 2 lần đấy. Ôi trời, tôi chết rồi. Cái răng này là răng giả hả? Dạ vâng, răng giả. Nó phải là do vợ đấm không? Dạ, này. Ăn cho lắm kẹo vào rồi sâu rồi sún rồi đổ cho đây đấm à? Này, anh đừng có để đổ máu này nhá. Cậu có đổ đâu? Đấy là tôi nói đấy chứ, cậu đã đổ đâu? Cô Tần nói điêu ấy. Này em ơi. Anh hỏi thật nhé. Dạ. Thì em đã bao giờ xử lý cái trường hợp lắm mồm này chưa? Thưa anh là sắp rồi đấy ạ. Anh này. Anh nhìn nó cỏ lạ thế kia, liệu em xử lý nó em có bị đi tù không anh? Đi tù này,
Đúng đấy, không xử lý được kiểu đấy đâu. Tôi nhìn thấy cái cậu này á, cậu ấy là căn, cậu lớn lắm đấy. Chắc chắn cậu là con cha, con mẹ, con thánh thần đấy. Bây giờ mà động vào cậu ấy rồi thế nào cũng thánh táng bổ đấy. Mà đấy, người ta vẫn thường nói đây, con cóc là cậu ông rời, mà ai đánh cóc thì rời đánh cho. Đấy, hiểu chưa? Mà người ta cũng có câu rồi, là đánh trận đầu giặc không kinh ngạc, đánh trận tiếp là tan tác quân ta. Đúng. Nhưng mà sao lại tan tác quân ta? Trời ơi, rốt. Quân ta ấy là bây giờ nhá, thể thao thì tất cả đều là bạn. Mà đã là bạn thì chả là quân ta là gì? Đúng. Đổ rốt cả. Rất trình đồng. Này, cấm được nói trình đồng nhá. Ông ấy, ông là ông hay báng mổ lắm cơ. Đấy, như hôm đó ấy, tôi đã bảo là tôi theo cái thần bẫy chuột, ông này cứ bắt tôi là chuyển sang là thần bẫy voi. Ông ấy, ông hay báng mổ lắm nhá. Nhưng mà thần bẫy chuột với thần bẫy voi là cái gì ạ? À, bẫy voi bẫy chuột tức là thế này này. Thôi không nói đâu. Không nói tôi nói nha. Này, trả lại nha. Cấm nhất, cấm vạch áo cho người xem lưng nhá. Thôi bây giờ không nói nhiều đâu, không nói nhiều quá. Bây giờ bê các em bé đi lên trên tầng 2 phòng của vợ chồng ở trên đấy nhá. Đi. Thế. Ôi giời ơi, cái ngữ này không ở đây được lâu đâu. Ôi giời ơi, cái này ở được vài ba bữa thôi. Này, tôi nói cho bà biết nha. Bà là bà bỏ ngay cái kiểu là ghét con dâu rồi bênh con trai đi nhá. Tôi ghét tôi bênh lúc nào? Ông đừng có mà vu oan giáo họa cho tôi nhá. Còn cái thì tôi hỏi bà nhá. Cái thằng té mòn cái kia, cứ bênh nó chẳng chập ấy. Tức là bênh con trai có gì nữa. Mà tôi cũng nói thật với ông nhá. Trên đời này tôi chưa thấy có một cái đứa con gái nào mà như cái con này. Con mình đẻ ra không có chăm sóc gì nó cả, đến cơm nước cũng không thèm nấu, suốt ngày đấm mấy đá. Tôi ấy, cái loại con dâu thế tôi tống ra khỏi nhà từ lâu rồi. Bà thì biết cái gì. Chẳng qua cái con em này nó vì cái tinh thần thể dục thể thao cho nên là nó phải tập luyện hăng say thế thôi. Còn ông ấy rồi cái loại như ông ấy, rồi có ngày con dâu nó tát cho ông vỡ mồm vỡ mặt. Này nhá, tôi nói cho bà biết nhá, bà đừng có cái kiểu cạnh khóa nhá. Bà không cầm mồm đi không? Tôi không cầm đấy làm gì được. Tôi không cầm đấy làm bà gì được. Bà cãi tôi phải không? Thưa hai bác, này bỏ cái này ra. Thưa hai bác, hả? Xin phép hai bác là có thể nhỏ mồm được không ạ? Con cháu là nó vừa mới ngủ xong đấy ạ. Vâng, tôi xin lỗi. Ôi trời ơi, kìa bà. Này, tôi không việc gì tôi phải ngọt nhạt với cái ngữ này nhá. Thưa bác, vò lùng như thế này là chuẩn đấy ạ. Xin phép bác. Dài à? Nhục chưa? Nó nói kháy cho, có biết cái gì đâu. Tôi chả vì gì tôi phải nhục cả. Người nhục đấy chính là ông. Cái loại như ông toàn là bênh con dâu cứ chầm chập vậy. Bênh con dâu chầm chập. Bênh như thế nào? Chẳng qua ấy. Ê, con này nó cũng không phải là con dâu mình. Ôi giời ơi. Chẳng như mà ông nhìn thấy nó ông lại nhớ đến con dâu chứ gì. Mà ông thì ông nhớ đến con dâu đúng không? Ông lại nhớ đến cái thời mà vợ chồng nó vẫn ở với cả vợ chồng mình đúng không? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, lại nhớ đến đây. Tôi nhớ đến thằng cháu nội của tôi quá. Nhớ gì? Mồm thì cứ xem xét thì nhớ cháu nội. Có mà nhớ con dai ấy. Nhớ cháu nội. Còn ông ấy, ông ấy chắc là ông lại đang nhớ đến con dâu ông cái gì. Mà ông yêu thương gì nó đâu. Chẳng qua là nó ở đây ý. Nó toàn nịnh ông thôi. Nào là dạ thưa bố, bố đói bụng chưa, con mời bố xơi cơm ạ. Con mời bố xơi rượu ạ. Chúng nó chết nhau rồi. Này, chuyện gì đấy? Cứ tập đi. Con cứ lườm cháu cho mà kêu cứu trước cho nó vừa. Nó đấm vào đâu? Dạ, nó đấm vào tường ạ. Đấm vào tường. Ôi trời ơi, cái cô này. Tại sao cái tường nhà tôi nó có tội tình gì mà cô lại đấm nó hả? Ôi trời, có làm sao? Người ta đấm vào tường cái sức mẹ gì đâu. Thôi, cô tập thành thì tập. Nhưng mà thôi, để cho cái thằng cháu thì tôi bế nhá. Cứ tập đi. Ôi trời ơi, chết, khổ thân. Đây, ngồi xuống. Tém. Anh em nói gì anh cũng nghe, em nói gì anh cũng chấp nhận. Anh nghe em từ A đến Z, từ Z đến A, á ớ hỏi ngã. Ngu, nghe nó nhiều thế hả con? Này, bây giờ nhá, ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, chăm con, tôi đi tập, rõ chưa? Khoan, là đề nghị em giao thêm cho anh việc. Anh muốn thêm việc gì? Anh muốn thêm rửa bát, quét nhà, nấu cơm nữa. Được. Anh đi đâu? Anh đi chợ. Để con ở nhà. Đi, không phải đi chợ nữa, ngồi xuống đấy.
này nhá, tôi nói cho chú biết nhá, cái loại đàn bà mà chửi chồng như cô nhá, là cái loại đi tàu tàu đắm, đi xe thì xe chìm, đi gì nữa? Đi tiếp đi. Gì, bài đấy cũ rồi, nghe cái bài mới như này, bài này vào đây. Này nhá, riêng đây nói cho cái đàn đấy biết nhá, cái loại nhá thích ngồi mát ăn bát vàng nhá, ngày xưa thì đẹp nhất làng nhá, ngày nay xấu phú phàng tăng thương, ngày xưa chỉ thích ra đường, bây giờ đứng trước gương cốc thầm mặt luôn trạng thái hầm hầm mà trong cái tư thế bà đâm chết mày. Bác nói nhiều quá cháu không nhớ hết, cháu lấy giấy bút ghi lại. Mày không cần phải lấy giấy bút, mày cứ ở đây 2 ngày là mày thuộc thôi. Này nhá, cái loại đàn bà ngày xưa thì khóc tang thương nhá. Thế nào nữa, đúng là chỉ giỏi nhại như vẹt thôi bác. Ôi trời ơi, nó nhại được là tốt, nó có nhại được cái thì không có, không có là cái loại đàn bà như cô đè đầu cưỡi cổ nó à? Nó đè đầu cưỡi cổ cháu mấy lần thế ạ? Này chính xác là mấy lần hả con? Dạ 2 lần ạ. 2 lần? Đừng có mà điêu nhá, đè lúc nào. Này, cô không nhớ lần hôm trước tôi đang ngủ nhá, cô trèo qua đầu tôi, cô lấy cái áo đắp cho con. Như thế chả phải đè đầu cái cổ là gì, đúng không bác? Thế là đè nó rồi còn gì nữa, còn cãi nữa. Mẹ ơi, nó đè nén con như thế đây mẹ. Con mà không có đứa con này làm bình phong thì con chết mẹ. Chết rồi, khổ thân con. Mẹ ơi, bây giờ mẹ nhận con làm con nuôi mẹ nhá. Tốt quá, từ nay trở đi con sẽ là con nuôi của mẹ nhá. Ôi trời ơi, con tôi lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt, lời ru man mát em như sao diêu dầm diêu, ru em đêm trăng tà soi bóng mẹ yêu. Ôi mẹ xin, ôi khổ thân con gái tôi, vì đâu mà mẹ con mình phải chia lìa, vì ai mà con trai tôi phải khổ thế này, vì ai mà con dâu tôi nó cũng phải chia lìa, mà cũng vì ai tự dưng con cái thằng vô duyên. Sao lại bảo nó vô duyên hả? Thế tôi hỏi bà gì đâu, nó đến đây nó nhận mẹ bà là mẹ. Mẹ nuôi. Mà bố nó là ai mà nó đến nhận bà là mẹ? Mà cũng gì đâu, nó là khách trọ, nó đến nó nhận thì bà cũng nhận sẵn. Ô hay, tôi thấy chuyện gia đình nhà nó giống chuyện nhà mình tôi mới nhận thế, nhưng mà lại không phải là chuyện của nhà mình. Nhưng mà đây là chuyện của nhà mình mẹ nhờ. Đúng rồi. Con khổ lắm rồi à. Mẹ thương. Đưa nó đây cho mẹ. Đưa nó đây. Cái bà gì? Thấy chưa? Hả? Sao? Toàn là con cháu nhà người ta. Ấy tự dưng lại nhận là nhà mình. Đúng là dở hơi. Kệ tôi. Tôi đã nói rồi, bây giờ chúng tôi là mẹ con của nhau, cho nên là chúng tôi sẽ tự buôn bán để nuôi nhau con nhỉ. Vâng ạ. Đúng rồi. Ôi, có ai khổ như tôi không? Tự dưng lại rước khách trọ về nhà để rước họa vào thân. Này, bây giờ nhá, ông vành lỗ tai gài lỗ mắt lên mà nghe, hiểu chưa? Mẹ con tôi là mẹ con tôi. Con dạ. Đứng lên mẹ bảo. Bây giờ không việc gì phải sợ cả. Đưa cháu nội đây cho mẹ bế. Đưa đây cháu. Nhưng mà nội mẹ ơi, bây giờ con đưa cho mẹ. Con thân cô thế cô, nó đánh con chết mẹ. Ôi khổ quá, có mẹ rồi không việc gì phải sợ, đưa đây. Này, thôi được rồi nhá, anh ở đây, tôi đi. Này, đi. Ê, em đi đâu hả em? Cháu đi về mở võ đài. Mở võ đài á? Hay, sáng kiến ấy tốt. Này, em không cần phải đi đâu cả. Nhà bố đất rất rộng. Đấy, cứ ngăn đôi ra. Xong mình ngăn sông cấm chợ ấy. Đấy, mình mở cái võ đài bên này. Hai bố con mình nuôi nhau. Cái gì? Này, đất này đất nhà tôi. Sổ đỏ tên tôi. Cho nên tôi cấm ai được đến đây buôn bán.
thích buôn bán kéo nhau đi chỗ khác mà buôn bán. Đi đi đi. Đã thế gì? Đã thế đây, về đây mở một mình. Ôi giời kìa. Đi. Ơi, đi đâu? Đi đâu? Có mẹ có con ở đây, cứ để cho nó đi. Cho nó đi đi con ạ. À. Không cần nó nữa, có mẹ rồi. Nhưng mà không được mẹ. Sao? Bây giờ nó hai cái bầu sữa ấy đi. Ờ. Thế lấy sữa đâu cho con của con bú? Lấy sữa đâu cho cháu của bà bú? Kệ. Thế bà cho bú, cháu bú trực được không? Bà có. Ôi trời ơi. Thôi mẹ, con xin phép con đi thôi mẹ. Ok. Ôi, trời ơi.